Xin chào các bạn, tôi là Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay tôi muốn các bạn cùng xem video này. Và chúng ta sẽ cùng thảo luận về một đề tài vô cùng thú vị. Chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta bắt đầu học cách tranh luận một cách thẳng thắn thì tư duy của chúng ta sẽ phát triển và chúng ta sẽ học hỏi được rất nhiều từ những điều xung quanh. Và trong một loạt những video tiếp theo thì tôi sẽ cùng chia sẻ với bạn những cái nội dung mà chúng ta sẽ tranh luận. Chúng ta cùng hiểu điều này, trong cuộc sống của chúng ta không có đúng, không có sai. Bởi vì đúng và sai nó phải tồn tại cùng trong một bối cảnh chúng ta mới có thể xem xét được. Thay vì tranh luận thì chúng ta thường có xu hướng chuyển thành chỉ trích. Đó là khi chúng ta tranh luận về sự vật hiện tượng, chúng ta nói về những cái điều mà chúng ta suy nghĩ về sự vật hiện tượng, thì chúng ta tránh nói về con người. Khi chúng ta chỉ cần định hướng của chúng ta nói về con người thì đấy chính là chỉ trích. Cho nên chúng ta sẽ cùng học và xây dựng một cái văn hóa tranh luận. Đề tài tranh luận của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là: nếu đem toàn bộ của cải của những người giàu và chia đều cho tất cả những người nghèo trên thế giới này thì điều gì diễn ra? Tôi đã đặt câu hỏi này trên Facebook của tôi. Và có rất nhiều người đã có rất nhiều ý tưởng khác nhau. Và nếu như ngay bây giờ bạn nghĩ gì về điều này, hãy comment xuống, hãy tạm dừng video và comment xuống dưới cái video này. Hãy viết xuống suy nghĩ của bạn. Điều gì sẽ diễn ra nếu mang toàn bộ của cải của những người giàu trên thế giới và chia cho những người nghèo? Hãy dừng video lại 1 đến 2 phút và ghi xuống cảm nghĩ của bạn. Dừng video. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi tôi tin chắc rằng bạn đã ghi xuống cái ý tưởng của mình đúng không ạ? Và nếu bây giờ bạn vẫn chưa ghi xuống ý tưởng của mình thì hãy dừng video một lần nữa và ghi xuống comment của bạn ở bên dưới. Điều gì sẽ diễn ra nếu đem toàn bộ của cải của những người giàu chia cho tất cả những người nghèo trên thế giới này? Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn cái suy nghĩ của tôi về điều này. Hẳn bạn đã biết, một thống kê cho thấy rất nhiều người trúng số xổ số. Sau một thời gian, cuộc sống của họ trở nên khó khăn hơn rất nhiều trước khi trúng số. Trúng số, được thừa kế hoặc được tự nhiên được một tài sản lớn nào đó và sau đó người ta trở nên nghèo hơn trước đó. Thưa các bạn, giàu và nghèo hoàn toàn là do bản thân mỗi con người. Cuộc sống của chúng ta được quyết định và định hình bởi chính cái tư duy của mỗi con người. Nếu như cuộc sống của họ trở nên giàu có là bởi vì họ đã có những cái tư duy giàu có và làm cho cuộc sống của họ trở nên giàu có. Nếu chúng ta mang tài sản của những người giàu chia cho những người nghèo thì thực tiễn rằng sau một thời gian, những người có tư duy giàu họ lại nhanh chóng trở nên giàu có. Những người có tư duy nghèo thì tài sản của họ sau đó lại biến mất. Tại sao lại như vậy? Để có một khối tài sản thì thứ nhất, bạn phải có khả năng giữ cái khối tài sản đó. Sự phát triển cá nhân là vô cùng quan trọng. Để trở nên giàu có, bạn phải học cách phát triển bản thân mình để có thể đủ lớn, để có thể giữ được tài sản cho mình. Học quản lý về tài chính, học quản lý về đầu tư, đó là cách mà người giàu học hỏi và nắm giữ tài sản và cũng như đó là cách mà họ phát triển tài sản của mình. Điều khác biệt nữa ở đây là đối với những người giàu, họ trân quý đồng tiền, họ yêu quý đồng tiền, họ có cảm xúc tích cực về tiền, họ yêu quý và ngưỡng mộ những người giàu có khác. Còn đối với những người nghèo, có thể trong chừng mực nào đó, họ có quan niệm cho rằng tiền là xấu, tiền là tội ác, tiền là lừa dối, tiền là xấu xa. Cho nên khi tiền đến với họ thì nhanh chóng họ lại rũ bỏ tiền cho ra bởi vì họ không muốn có cái cảm giác đó. Tôi chỉ nói với góc độ là tư duy của người giàu và người nghèo. Nó không nhất thiết phải đúng với bạn, nó không nhất thiết phải đúng với tôi. Nhưng nếu bạn thống kê trên một diện rộng thì đây chính là một chân lý. Còn nhiều điều khác biệt nữa giữa người giàu và người nghèo mà trong những video tiếp theo tôi sẽ cùng tranh luận với bạn. Nhưng nếu bạn có quan điểm giống hay khác tôi thì bây giờ cứ comment ở dưới và chúng ta còn tranh luận tiếp tục về đề tài này trong thời gian tới. Và bạn đừng quên đăng ký vào kênh của tôi ở bên này, nút này, để chúng ta có thể nhận được nhiều video tiếp theo một cách nhanh chóng. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo của Phạm Thành Long.